Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thưa quý vị, bất chấp những nỗ lực bình đẳng giới của nhà nước, thì đâu đó trong xã hội vẫn còn không ít những gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Họ bắt những cô con gái trong nhà phải lao động cật lực, phải hầu hạ các thành viên khác trong gia đình. Thậm chí họ còn không muốn cho con gái mình học lên cao, chỉ cần đủ tuổi là sẵn sàng gả đi ngay lập tức. Không ít các cô đã chọn cách phải đứng lên đấu tranh để thoát khỏi môi trường độc hại ấy. Và cô gái trong câu chuyện sau đây là một ví dụ điển hình. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì xin được kính mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi lắng nghe ngay bây giờ nhé. Tôi năm nay 20 tuổi, được sinh ra và lớn lên trên một bản vùng cao. Tôi là con thứ hai trong nhà, trên tôi có một người chị hơn tôi 3 tuổi, dưới tôi có một đứa em trai bé hơn tôi 2 tuổi và một cô em gái nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Ngoại trừ 3 người bạn cùng phòng thì tất cả thầy cô bạn bè đại học không ai biết hoàn cảnh thực sự của gia đình tôi cả. Lý do là vì tôi nói dối bọn họ. Tôi nói với họ rằng ba mẹ tôi đi làm xa từ khi tôi còn rất nhỏ và tôi lớn lên cùng với ông bà nội. Gia đình chúng tôi chỉ có thể sum họp vào những dịp quan trọng trong năm và đương nhiên là không có ai hoài nghi về chuyện này cả. Cũng bởi vì lời nói dối này nên tôi không dám đi xin trợ cấp học tập bởi vì sự việc sẽ bị bại lộ nếu như nhà trường điều tra hoàn cảnh gia đình tôi. Để trụ lại được ở ngôi trường này, tôi đã phải cắn răng tiết kiệm từng đồng một. Số tiền này tôi dành dụm được bằng việc đi làm nhiều công việc khác nhau. Tôi đi làm vất vả để kiếm tiền ăn học, không phải vì gia đình tôi khó khăn mà vì bố mẹ tôi không muốn tôi học lên cao hơn. Họ cho rằng con gái dù học nhiều đến đâu thì sau này cũng phải về nhà chăm sóc hết các thành viên lớn nhỏ trong gia đình. Đã vậy gia đình tôi còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, người quan trọng nhất trong nhà chính là em trai tôi, tiếp đó là chị tôi và em gái tôi, sau cùng mới là tôi. Tôi là người có địa vị thấp nhất trong nhà, nói trắng ra là không có địa vị gì. Lúc nhỏ quần áo tôi mặc trên người là đồ cũ của chị, mặc rách rồi thì lấy cái áo cũ khác của chị mặc tiếp. Vì chị cao hơn hẳn tôi nên tôi mặc đồ của chị trông rất buồn cười. Khi lên cấp 2, tôi được nhà trường phát đồng phục miễn phí đúng một lần vào kỳ 1 lớp 6. Tôi đã phải cố gắng gìn giữ bộ đồng phục của mình thật cẩn thận. Bởi vì các bạn trong lớp có thể mua đồng phục mới mà tôi thì không được cho tiền để làm như vậy. Tôi mặc bộ đồng phục đó từ lớp 6 đến lớp 9. Đến khi tốt nghiệp cấp 2, đồng phục tôi phai màu, không phải bẩn mà bởi vì tôi đã mặc từ rất lâu rồi. Cũng không có ai quan tâm đến tuổi dậy thì của tôi. Lần đầu tiên hành kinh là vào năm lớp 6, tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không biết phải làm sao. Sau khi về nhà, tôi phát hiện phía sau quần mình có một mảng máu lớn đã khô. Chị tôi cố ý giúp tôi xử lý bằng cách lừa tôi uống một ly nước lạnh, khiến cho tôi đau đến mức bất tỉnh. Thế mà tôi vẫn bị mắng bởi vì tội không rửa bát. Bố tôi vừa cầm chổi vừa đánh mắng tôi vì tội cố tình lười biếng, bảo tôi uống nhanh nước ấm rồi vào bếp làm việc. Một mình tôi ngồi ngoài nhà bếp đốt lửa sưởi ấm, run rẩy thổi ly nước ấm uống từng chút một. Lúc uống hết ly nước, nước mắt không biết từ đâu mà cứ thế trực trào ra. Lúc học cấp 3, có một lần tôi về thăm nhà nhân dịp nghỉ lễ. Khi về đến nơi đã là tối muộn. Vậy mà bố mẹ vẫn chưa về, trong khi tôi không có chìa khóa vào nhà, đành hét to để các anh chị em mở cửa hộ nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Thế rồi trời đổ một cơn mưa rất lớn, tôi vừa phải lấy chân đạp cửa liên tục nhưng vừa phải ôm chặt lấy cặp sách vì sợ sách ướt. Ba chị em trong nhà chạy ra cười ầm lên, không một ai chịu đưa tôi vào nhà. Tôi tức quá cầm một viên gạch đập mạnh vào cửa, dọa bọn chúng sợ một trận. Em trai tôi thấy vậy đành mở cửa ra, tôi mất đà khiến cho viên gạch đập vào trán em ấy, máu chảy ròng ròng. Sau đó hai người chúng tôi tiếp tục đánh nhau. Chị cả và em gái lần đầu tiên thấy tôi đánh người thì sợ đến nỗi không dám giúp đỡ em trai. Thế nhưng sau khi ba mẹ tôi về nhà, họ lập tức hét lẻo. Ba tôi nghe xong lấy thắt lưng ra, bảo chị tôi giữ tôi lại, sau đó đánh tôi đến phát mệt rồi mới chịu buông tay. Sau lần đó, những đợt nghỉ tiếp theo tôi đều không về nhà thêm một lần nào nữa. Nhân nói đến vụ vừa rồi thì cho phép tôi được kể thêm về quá trình học tập ở đây. Tôi thi chuyển cấp vào năm 2018. Năm đó tôi đứng nhất xã và xếp thứ 5 huyện. Sau khi có kết quả thì giáo viên chủ nhiệm cấp 3 đã đến nhà tìm tôi. Tôi rất biết ơn cô. Nếu như không có sự giúp đỡ của cô ngay từ đầu, có lẽ bây giờ tôi đã chôn vùi tương lai ở cái nhà đấy rồi. Thời điểm đó gia đình tôi không thực sự muốn cho tôi theo học cấp 3 đâu. Bà nội tôi bảo con gái biết một ít chữ là được rồi. Gia đình tôi con cái đông, cần tôi phải về nhà giúp đỡ gia đình.
Cô giáo chủ nhiệm của tôi lúc đó cũng sợ hãi với suy nghĩ của gia đình tôi. Chắc cô ấy không ngờ thế kỷ 21 lại có người nói những lời như thế. Sau này cô ấy bảo rằng gia đình không cần phải đóng học phí cho tôi nữa thì lúc đấy họ mới miễn cưỡng đồng ý. Tôi rất biết ơn trường cấp 3 của mình bởi vì ở đây tôi được hưởng chính sách miễn giảm học phí ngay từ khi mới nhập học. Mỗi tuần giáo viên chủ nhiệm đều đưa tôi đến nhà cô ấy ăn cơm. Cô ấy không có con, cô và chồng luôn xem tôi như con gái của họ. Quần áo, giày dép của tôi đều là mặt hàng tốt nhất và do đích thân cô ấy dẫn tôi đi chợ huyện để mua. Năm lớp 12, mỗi tuần cô ấy đều hầm cho tôi một con gà để bồi bổ thân thể, thế nên tôi cũng không dám để cô thất vọng. Nhằm đáp lại tấm lòng đó, tôi đã phải học hành vô cùng chăm chỉ để năm nào cũng được học sinh giỏi. Đến khi lên đại học, cô ấy nói với tôi rằng cô sẽ trả hết tiền học phí cho tôi, còn dặn tôi là chọn ngôi trường tốt tốt một chút. Cô ấy là người đối xử với tôi tốt nhất trên trần đời. Đáng tiếc là khi tôi đang học kỳ 1 năm nhất, cô đã qua đời vì bệnh tật. Sang học kỳ 2, chồng của cô chủ nhiệm tỏ ý muốn tiếp tục được giúp tôi học hành, nhưng tôi từ chối. Tôi hy vọng chú ấy có thể giúp được những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như tôi. Tôi có tay, có chân, có đầu óc, là một người hoàn toàn bình thường. Tôi có thể tự kiếm tiền để lo cho bản thân. Cũng chính vì nghĩ như thế nên trong thời gian học đại học tôi đã phải sinh tồn bằng cách làm nhiều công việc khác nhau. Vào mùa hè tôi thường xuyên bị chóng mặt và nôn mửa khi đi phát tờ rơi. Còn mùa đông tôi đi làm gia sư, đến tối muộn tôi sẽ cố gắng sức đạp xe trở về ký túc xá. Mặc dù chỉ tốn nửa tiếng ngồi xe buýt nhưng tôi không nỡ tiêu quá 60.000 một ngày. Ngoài ra tôi còn đi làm bồi bàn nữa. Bạn cùng phòng của tôi đều là những cô gái gia đình khá giả. Lúc đầu họ không biết hoàn cảnh của tôi nên đã nghĩ rằng tôi bán mạng kiếm tiền bởi vì muốn rèn luyện bản thân. Phải mất một thời gian thì tôi mới chịu mở lòng và kể cho bọn họ nghe về hoàn cảnh của mình. Chẳng những họ cảm thông mà còn giúp đỡ tôi rất tận tình. Tôi thật sự rất cảm động, cảm ơn họ đã âm thầm bảo vệ lòng tự trọng kém cỏi này của tôi. Cho dù mua đồ ăn, đồ uống, đồ dùng, họ đều mua cho tôi một phần. Kể cũng lạ, người cho tôi sự ấm áp lại là những người không cùng huyết thống, còn người làm tôi tổn thương nhiều nhất lại chính là những người chảy cùng dòng máu với mình. Đôi lúc tôi rất hận những người thân trong gia đình mình vì đã đối xử bất công với tôi, nhưng tôi chỉ có thể cố gắng cật lực mới có thể thoát khỏi gông cùm của họ. Tôi vẫn còn nhớ rõ kỳ nghỉ hè năm nhất, tôi muốn ở lại Hà Nội kiếm tiền, nhưng người nhà lại không ngừng hối thúc tôi trở về phụ giúp gia đình. Đã thế còn mắng tôi không có lương tâm, đủ lông đủ cánh bay đi là quên hết người nhà. Tôi bảo ở lại đây để kiếm tiền gửi về cho gia đình thì họ còn nói ra những lời khó nghe hơn. Thế là tôi đành về nhà, cùng họ đi thu hoạch rau rồi theo mẹ đem lên chợ bán. Hôm ấy nhà tôi kiếm được 400.000, khi về đến nơi thì em trai tôi chạy tới xin mẹ mua đồ ăn. Mẹ đưa hẳn cho em ấy 100.000 rồi dặn tôi phải rửa xe cho sạch thì mới được ăn cơm. Đến lúc tôi ăn cơm, trên bàn chỉ còn lại vài thứ. Tôi vừa ăn vừa nghe chị tôi khoe khoang là hôm nay được gặp anh này anh nọ. Đã thế chị còn nói mọi người trong bản học hết cấp 2 đã lập tức đi kiếm tiền mua này mua kia, chứ không giống như những đứa nói mình là sinh viên đại học, một chút tiền cũng chẳng thấy đem về. Bố tôi không ngoài dự đoán, cũng phụ họa theo chị mà mắng tôi trong suốt bữa ăn. Ăn xong tôi lại một mình rửa đống bát mà cả vừa ăn, sau đó tôi quay về phòng mình. Bắt đầu soạn đồ để hôm sau quay trở lại Hà Nội. Thật lòng mà nói thì tôi cứ tưởng rằng lý do họ bảo tôi về nhà chính là do lương tâm họ cắn rứt vì đã đối xử với tôi không ra gì. Thậm chí tôi còn nghĩ là nếu như họ xin lỗi tôi nhất định sẽ tha thứ cho họ vô điều kiện. Tiếc là mọi chuyện không diễn ra như tôi tưởng, thực chất là chưa bao giờ họ muốn thế. Sáng sớm hôm sau, tôi bắt xe lên Hà Nội luôn. Tôi để lại một tờ giấy kèm theo đó là 1.000.000 đồng. Trước giờ tôi không hiểu rằng mình đã làm sai điều gì mà đứa con gái như tôi lại không đem đến cho họ một sự tự hào nào, trong khi những đứa con kia lại khiến họ trân quý như bảo vật. Lần về nhà đó tôi mới biết đó là do ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chỉ ít đối với những người trong nhà tôi, đứa con gái không nghe lời họ mà tiếp tục đi học chính là loại rác rưởi. Chị tôi nghe lời bố mẹ nên tốt nghiệp cấp 2 xong thì đi làm thuê. Sau đó chị quen một thanh niên trong huyện, hai người đi ăn chơi đàn đúm dẫn đến việc chưa lập gia đình đã có thai. Chàng thanh niên đó nghe tin chị tôi có thai liền đi khuyên chị tôi bỏ con. Bà tôi sau khi biết chuyện liền đem hết họ hàng tới cửa nhà thanh niên đó ép cưới. Hậu quả của việc bố mẹ còn quá trẻ là đứa bé sinh ra mắc phải một chứng bệnh bẩm sinh, hai bên gia đình ngày nào cũng điên đầu vì tiền chữa bệnh.
Em trai tôi cũng chỉ học hết cấp 2, sau đó theo người ta đi buôn rồi thành phường chơi bời, vay nợ khắp nơi, lang thang hết tiệm gội đầu này đến tiệm gội đầu khác. Cuộc sống chẳng thể bế tắc hơn. Tết năm ngoái, chủ nợ có đến nhà tìm nó, khiến cả nhà trên dưới đứng ngồi không yên. Bố mẹ tôi tức đến mức không thở nổi, còn bà tôi thì ngất xỉu. Em gái tôi năm nay học lớp 9, từ nhỏ đã rất thân thiết với chị cả. Mỗi ngày nó đều mặc lên người những bộ đồ như phụ nữ tuổi 30, trông thảm hại vô cùng. Thành tích học tập của con bé cũng chẳng khá khẩm gì, chắc đến hè năm nay là nghỉ luôn. Tôi giờ vẫn đang ở Hà Nội, mặc dù niềm vui đến với tôi không nhiều, nhưng so với cuộc sống ngày đó thì còn có vài điều khiến ít nhiều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn khát khao được yêu thương, khát khao có được sự quan tâm của gia đình. Nhưng cũng bởi vì sự tự ti của bản thân mà đành phải từ chối lời tỏ tình của những chàng nam sinh ưu tú. Cũng vì việc trọng nam khinh nữ trong gia đình và cái cách mà tôi dùng để thoát khỏi hoàn cảnh đó là đi học đại học mà tôi trở thành kẻ đáng ghét nhất gia đình. Bố mẹ tôi đã quên mất là tôi đã cho chị cả mượn tiền để đưa con đi viện, đã gửi tiền để bố mẹ sửa lại cửa kính sau khi hỗn chiến với chủ nợ. Và cái mà họ nhớ là tôi đã không giúp gia đình bán hàng, là tôi quyết tâm đi học đại học và từ chối việc kết hôn với một thanh niên cùng bản. Trong mắt họ, việc từ chối của tôi chính là bất hiếu, còn những điều áp đặt và sắp xếp của họ lại là lẽ đương nhiên. Rất may là tôi đã đủ dũng cảm để vượt qua được quãng thời gian tăm tối ấy. Không những vậy, giờ tôi đã có một khoản tiền tiết kiệm riêng cho mình và tôi tin rằng số tiền này sẽ ngày càng nhiều hơn, đủ để sau này tôi không phải ngủ ngoài đường. Viết đến đây cũng giúp tôi nhẹ lòng đi được phần nào rồi. Mong rằng sau này tôi sẽ chỉ để nước mắt rơi vì những điều xứng đáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thưa quý vị, với thực trạng hiện nay thì trẻ em gái ở vùng núi, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn đang phải chịu nhiều thiệt thòi hơn trẻ em trai. Sự xa cách và khó khăn về địa lý hay nhận thức thực sự là rào cản lớn đối với việc nâng cao vị thế của nữ giới nói chung và trẻ em gái nói riêng trong hiện tại và tương lai. Tôi chỉ mong rằng những người đàn ông hiện đại sẽ có cho mình một cái tư tưởng cởi mở hơn, rộng lượng hơn để cảm thông cho những người mẹ, người vợ và cả những cô con gái của họ nữa. Vì mỗi chúng ta khi sinh ra đều có quyền bình đẳng, không ai được phép tước đi cái quyền đấy cả. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Đừng quên like và subscribe kênh để Hồng Nhung được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.